dòng hoa thế chợt vút cao một trời bài ca thánh đê vang lên trong ngày dài gậy người một phần đời. Ôi biết bao giờ ta trở nên từng lời ca em mặn nồng trong tim buồn phiền người đến giá băng về trên tôi đã buồn rồi từng ngày tháng bông này á ra để đằng sau xe cũng như là mình đang dọn dẹp ra mình đang dọn dẹp á chứ đừng có để nó vô tay nó sẽ trở lại hôm nó vô lại đó trở lại nó trở lại hôm một người phải đứng ngoài này đi. Không, nó thôi bên kia. Biết rồi mà nó sẽ trở lại, nó thôi.
mà nó thu như vậy là 400 đô á nha, 400 đô á, 400 đô. Nói năng vậy đó. Mẹ nó phiền nha. Thôi mình đậu đây nhưng mà đây. Thôi không, nó kinh nữa. Liên lạc với nó. Là mình sinh hoạt đi mà cái kiểu này đâu có được. Không, đâu đấy chơi chi nữa là ngưng, không có chơi cái mạng. Ngưng nhưng mà mình còn đậu ở đây mình dọn dẹp, đậu ừ. Lại đậu à. Bởi đấy, bởi tôi nói anh ra đứng ở cái là mình vấn đề là mình ở đây mình dọn dẹp để chạy tới đậu cái xe này đi. Không, mình đậu đây á, mình ở bên xe xin nhưng mà phải đứng ở quần đấy anh ơi, được đó, được đó. Trời, nó khô á. Nó khô, nó khô. Bây giờ đấy ô, bữa nay là sau 12 giờ.